Savani, Savani, hệ thống thời trang nam nữ trẻ em toàn quốc. Tưng bừng khai trương store thứ 34, Savani Yên Lạc, tên địa chỉ 109-111 Dương Tính, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, đối diện phòng khám Tâm Đức. Nhân dịp khai trương, Savani dành tặng 10.000 phần quà miễn phí cho 10.000 khách hàng đầu tiên không cần mua hàng. Tặng 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng là giá toàn bộ sản phẩm, giảm giá lên đến 70%. Sản phẩm đồng giá chỉ từ 89.000 đồng, là giá toàn bộ sản phẩm, giảm giá lên đến 70%. Vâng, giảm giá cực sốc, quà tặng cực khủng, bắt đầu từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2021. Áo thun đông giảm giá cực sốc chỉ còn 89.000 đồng, áo sơ mi cộng tay mua 1 tặng 2 toàn bộ sản phẩm, áo polo mua 1 tặng 2 bất kỳ, quần ngố mua 1 tặng 2 bất kỳ, cùng rất nhiều sản phẩm như quần áo, giày dép, dây lưng visa đang được giảm giá khác. Đặc biệt hơn, nhân dịp khai trương, Savani dành tặng thêm 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng. Tặng 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng và tặng trị giá đến 550.000 đồng. Kính mời quý khách hàng hãy cùng đến tham quan mua sắm trong đợt giảm giá cực lớn nhân dịp khai trương store thứ 34 Savani Yên Lạc, tại địa chỉ 109 đường Dương Tính, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, đối diện phòng khám Tâm Đức. Với tiêu chí khách hàng luôn là ưu tiên số 1, mang lại cho khách hàng nhiều hơn những gì khách hàng mong muốn, Savani cam kết lấy khách hàng năm tiêu chí phục vụ hàng đầu: 1. Sản phẩm chất lượng; 2. Giá cả hợp lý; 3. Dịch vụ tốt nhất; 4. Nhiều chương trình khuyến mại; 5. Chế độ đổi hàng trong vòng 30 ngày. Savani không chỉ là thời trang. Savani, Savani, hệ thống thời trang nam nữ trẻ em toàn quốc. Tưng bừng khai trương store thứ 34, Savani Yên Lạc, tên địa chỉ 109-111 Dương Tính, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, đối diện phòng khám Tâm Đức. Nhân dịp khai trương, Savani dành tặng 10.000 phần quà miễn phí cho 10.000 khách hàng đầu tiên không cần mua hàng. Tặng 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng là giá toàn bộ sản phẩm, giảm giá lên đến 70%. Sản phẩm đồng giá chỉ từ 89.000 đồng là giá toàn bộ sản phẩm, giảm giá lên đến 70%. Vâng, giảm giá cực sốc, quà tặng cực khủng, bắt đầu từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2021. Áo thun đông giảm giá cực sốc chỉ còn 89.000 đồng, áo sơ mi cộng tay mua 1 tặng 2 toàn bộ sản phẩm, áo polo mua 1 tặng 2 bất kỳ, quần ngố mua 1 tặng 2 bất kỳ, cùng rất nhiều sản phẩm như quần áo, giày dép, dây lưng visa đang được giảm giá khác. Đặc biệt hơn, nhân dịp khai trương, Savani dành tặng thêm 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng. Tặng 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng và tặng trị giá đến 550.000 đồng. Kính mời quý khách hàng hãy cùng đến tham quan mua sắm trong đợt giảm giá cực lớn nhân dịp khai trương store thứ 34 Savani Yên Lạc, tại địa chỉ 109 đường Dương Tính, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, đối diện phòng khám Tâm Đức. Với tiêu chí khách hàng luôn là ưu tiên số 1, mang lại cho khách hàng nhiều hơn những gì khách hàng mong muốn, Savani cam kết lấy khách hàng năm tiêu chí phục vụ hàng đầu: 1. Sản phẩm chất lượng; 2. Giá cả hợp lý; 3. Dịch vụ tốt nhất; 4. Nhiều chương trình khuyến mại; 5. Chế độ đổi hàng trong vòng 30 ngày. Savani không chỉ là thời trang. Savani, Savani, hệ thống thời trang nam nữ trẻ em toàn quốc. Tưng bừng khai trương store thứ 34, Savani Yên Lạc, tên địa chỉ 109-111 Dương Tính, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, đối diện phòng khám Tâm Đức. Nhân dịp khai trương, Savani dành tặng 10.000 phần quà miễn phí cho 10.000 khách hàng đầu tiên không cần mua hàng. Tặng 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng là giá toàn bộ sản phẩm, giảm giá lên đến 70%. Sản phẩm đồng giá chỉ từ 89.000 đồng là giá toàn bộ sản phẩm, giảm giá lên đến 70%. Vâng, giảm giá cực sốc, quà tặng cực khủng, bắt đầu từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2021. Áo thun đông giảm giá cực sốc chỉ còn 89.000 đồng, áo sơ mi cộng tay mua 1 tặng 2 toàn bộ sản phẩm, áo polo mua 1 tặng 2 bất kỳ, quần ngố mua 1 tặng 2 bất kỳ, cùng rất nhiều sản phẩm như quần áo, giày dép, dây lưng visa đang được giảm giá khác. Đặc biệt hơn, nhân dịp khai trương, Savani dành tặng thêm 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng. Tặng 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng và tặng trị giá đến 550.000 đồng. Kính mời quý khách hàng hãy cùng đến tham quan mua sắm trong đợt giảm giá cực lớn nhân dịp khai trương store thứ 34 Savani Yên Lạc, tại địa chỉ 109 đường Dương Tính, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, đối diện phòng khám Tâm Đức. Với tiêu chí khách hàng luôn là ưu tiên số 1, mang lại cho khách hàng nhiều hơn những gì khách hàng mong muốn, Savani cam kết lấy khách hàng năm tiêu chí phục vụ hàng đầu: 1. Sản phẩm chất lượng; 2. Giá cả hợp lý; 3. Dịch vụ tốt nhất; 4. Nhiều chương trình khuyến mại; 5. Chế độ đổi hàng trong vòng 30 ngày. Savani không chỉ là thời trang. Savani, Savani, hệ thống thời trang nam nữ trẻ em toàn quốc. Tưng bừng khai trương store thứ 34, Savani Yên Lạc, tên địa chỉ 109-111 Dương Tính, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, đối diện phòng khám Tâm Đức.
Nhân dịp khai trương, Savani dành tặng 10.000 phần quà miễn phí cho 10.000 khách hàng đầu tiên không cần mua hàng. Tặng 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng là hạ giá toàn bộ sản phẩm, giảm giá lên đến 70%. Sản phẩm đồng giá chỉ từ 89.000 đồng, là hạ giá toàn bộ sản phẩm, giảm giá lên đến 70%. Vâng, giảm giá cực sốc, quà tặng cực khủng, bắt đầu từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2021. Áo thun đông giảm giá cực sốc chỉ còn 89.000 đồng, áo sơ mi cộc tay mua 1 tặng 2 toàn bộ sản phẩm, áo polo mua 1 tặng 2 bất kỳ, quần ngố mua 1 tặng 2 bất kỳ, cùng rất nhiều sản phẩm như quần áo, giày dép, dây lưng visa đang được giảm giá khác. Đặc biệt hơn, nhân dịp khai trương, Savani dành tặng thêm 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng. Tặng 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng và tặng trị giá đến 550.000 đồng. Kính mời quý khách hàng hãy cùng đến tham quan mua sắm trong đợt giảm giá cực lớn nhân dịp khai trương store 34 Savani Yên Lạc tại địa chỉ 109 đường Dương Tính, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, đối diện phòng khám Tâm Đức. Với tiêu chí khách hàng luôn là ưu tiên số 1, mang lại cho khách hàng nhiều hơn những gì khách hàng mong muốn, Savani cam kết lấy khách hàng năm tiêu chí phục vụ hàng đầu: 1. Sản phẩm chất lượng, 2. Giá cả hợp lý, 3. Dịch vụ tốt nhất, 4. Nhiều chương trình khuyến mại, 5. Chế độ đổi hàng trong vòng 30 ngày. Savani không chỉ là thời trang. Savani, Savani, hệ thống thời trang nam nữ trẻ em toàn quốc. Tưng bừng khai trương store thứ 34 Savani Yên Lạc tại địa chỉ 109 đến 111 Dương Tính, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, đối diện phòng khám Tâm Đức. Nhân dịp khai trương, Savani dành tặng 10.000 phần quà miễn phí cho 10.000 khách hàng đầu tiên không cần mua hàng. Tặng 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng là hạ giá toàn bộ sản phẩm, giảm giá lên đến 70%. Sản phẩm đồng giá chỉ từ 89.000 đồng là hạ giá toàn bộ sản phẩm, giảm giá lên đến 70%. Vâng, giảm giá cực sốc, quà tặng cực khủng, bắt đầu từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2021. Áo thun đông giảm giá cực sốc chỉ còn 89.000 đồng, áo sơ mi cộc tay mua 1 tặng 2 toàn bộ sản phẩm, áo polo mua 1 tặng 2 bất kỳ, quần ngố mua 1 tặng 2 bất kỳ, cùng rất nhiều sản phẩm như quần áo, giày dép, dây lưng visa đang được giảm giá khác. Đặc biệt hơn, nhân dịp khai trương, Savani dành tặng thêm 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng. Tặng 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng và tặng trị giá đến 550.000 đồng. Kính mời quý khách hàng hãy cùng đến tham quan mua sắm trong đợt giảm giá cực lớn nhân dịp khai trương store thứ 34 Savani Yên Lạc tại địa chỉ 109 đường Dương Tính, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, đối diện phòng khám Tâm Đức. Với tiêu chí khách hàng luôn là ưu tiên số 1, mang lại cho khách hàng nhiều hơn những gì khách hàng mong muốn, Savani cam kết lấy khách hàng năm tiêu chí phục vụ hàng đầu: 1. Sản phẩm chất lượng, 2. Giá cả hợp lý, 3. Dịch vụ tốt nhất, 4. Nhiều chương trình khuyến mại, 5. Chế độ đổi hàng trong vòng 30 ngày. Savani không chỉ là thời trang. Savani, Savani, hệ thống thời trang nam nữ trẻ em toàn quốc. Tưng bừng khai trương store thứ 34 Savani Yên Lạc tại địa chỉ 109 đến 111 Dương Tính, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, đối diện phòng khám Tâm Đức. Nhân dịp khai trương, Savani dành tặng 10.000 phần quà miễn phí cho 10.000 khách hàng đầu tiên không cần mua hàng. Tặng 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng là hạ giá toàn bộ sản phẩm, giảm giá lên đến 70%. Sản phẩm đồng giá chỉ từ 89.000 đồng là hạ giá toàn bộ sản phẩm, giảm giá lên đến 70%. Vâng, giảm giá cực sốc, quà tặng cực khủng, bắt đầu từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2021. Áo thun đông giảm giá cực sốc chỉ còn 89.000 đồng, áo sơ mi cộc tay mua 1 tặng 2 toàn bộ sản phẩm, áo polo mua 1 tặng 2 bất kỳ, quần ngố mua 1 tặng 2 bất kỳ, cùng rất nhiều sản phẩm như quần áo, giày dép, dây lưng visa đang được giảm giá khác. Đặc biệt hơn, nhân dịp khai trương, Savani dành tặng thêm 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng. Tặng 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng và tặng trị giá đến 550.000 đồng. Kính mời quý khách hàng hãy cùng đến tham quan mua sắm trong đợt giảm giá cực lớn nhân dịp khai trương store thứ 34 Savani Yên Lạc tại địa chỉ 109 đường Dương Tính, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, đối diện phòng khám Tâm Đức. Với tiêu chí khách hàng luôn là ưu tiên số 1, mang lại cho khách hàng nhiều hơn những gì khách hàng mong muốn, Savani cam kết lấy khách hàng năm tiêu chí phục vụ hàng đầu: 1. Sản phẩm chất lượng, 2. Giá cả hợp lý, 3. Dịch vụ tốt nhất, 4. Nhiều chương trình khuyến mại, 5. Chế độ đổi hàng trong vòng 30 ngày. Savani không chỉ là thời trang. Savani, Savani, hệ thống thời trang nam nữ trẻ em toàn quốc. Tưng bừng khai trương store thứ 34 Savani Yên Lạc tại địa chỉ 109 đến 111 Dương Tính, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, đối diện phòng khám Tâm Đức. Nhân dịp khai trương, Savani dành tặng 10.000 phần quà miễn phí cho 10.000 khách hàng đầu tiên không cần mua hàng. Tặng 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng là hạ giá toàn bộ sản phẩm, giảm giá lên đến 70%. Sản phẩm đồng giá chỉ từ 89.000 đồng là hạ giá toàn bộ sản phẩm, giảm giá lên đến 70%. Vâng, giảm giá cực sốc, quà tặng cực khủng, bắt đầu từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2021.
áo thun đông giảm giá cực sốc chỉ còn 89.000 đồng, áo sơ mi cộc tay mua 1 tặng 2 toàn bộ sản phẩm, áo polo mua 1 tặng 2 bất kỳ, quần ngố mua 1 tặng 2 bất kỳ, cùng rất nhiều sản phẩm như quần áo, giày dép, dây lưng visa đang được giảm giá khác. Đặc biệt hơn, nhân dịp khai trương, Savani dành tặng thêm 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng. Tặng 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng và tặng trị giá đến 550.000 đồng. Kính mời quý khách hàng hãy cùng đến tham quan mua sắm trong đợt giảm giá cực lớn nhân dịp khai trương store số 34 Savani Yên Lạc tại địa chỉ 109 đường Dương Tính, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, đối diện phòng khám Tâm Đức. Với tiêu chí khách hàng luôn là ưu tiên số 1, mang lại cho khách hàng nhiều hơn những gì khách hàng mong muốn, Savani cam kết lấy khách hàng nắm tiêu chí phục vụ hàng đầu: 1. Sản phẩm chất lượng, 2. Giá cả hợp lý, 3. Dịch vụ tốt nhất, 4. Nhiều chương trình khuyến mại, 5. Chế độ đổi hàng trong vòng 30 ngày. Savani không chỉ là thời trang. Savani, Savani, hệ thống thời trang nam nữ trẻ em toàn quốc. Tưng bừng khai trương store thứ 34 Savani Yên Lạc tại địa chỉ 109 đến 111 Dương Tính, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, đối diện phòng khám Tâm Đức. Nhân dịp khai trương, Savani dành tặng 10.000 phần quà miễn phí cho 10.000 khách hàng đầu tiên không cần mua hàng. Tặng 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng là hạ giá toàn bộ sản phẩm, giảm giá lên đến 70%. Sản phẩm đồng giá chỉ từ 89.000 đồng là hạ giá toàn bộ sản phẩm, giảm giá lên đến 70%. Vâng, giảm giá cực sốc, quà tặng cực khủng, bắt đầu từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2021. Áo thun đông giảm giá cực sốc chỉ còn 89.000 đồng, áo sơ mi cộc tay mua 1 tặng 2 toàn bộ sản phẩm, áo polo mua 1 tặng 2 bất kỳ, quần ngố mua 1 tặng 2 bất kỳ, cùng rất nhiều sản phẩm như quần áo, giày dép, dây lưng visa đang được giảm giá khác. Đặc biệt hơn, nhân dịp khai trương, Savani dành tặng thêm 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng. Tặng 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng và tặng trị giá đến 550.000 đồng. Kính mời quý khách hàng hãy cùng đến tham quan mua sắm trong đợt giảm giá cực lớn nhân dịp khai trương store số 34 Savani Yên Lạc tại địa chỉ 109 đường Dương Tính, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, đối diện phòng khám Tâm Đức. Với tiêu chí khách hàng luôn là ưu tiên số 1, mang lại cho khách hàng nhiều hơn những gì khách hàng mong muốn, Savani cam kết lấy khách hàng nắm tiêu chí phục vụ hàng đầu: 1. Sản phẩm chất lượng, 2. Giá cả hợp lý, 3. Dịch vụ tốt nhất, 4. Nhiều chương trình khuyến mại, 5. Chế độ đổi hàng trong vòng 30 ngày. Savani không chỉ là thời trang. Savani, Savani, hệ thống thời trang nam nữ trẻ em toàn quốc. Tưng bừng khai trương store thứ 34 Savani Yên Lạc tại địa chỉ 109 đến 111 Dương Tính, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, đối diện phòng khám Tâm Đức. Nhân dịp khai trương, Savani dành tặng 10.000 phần quà miễn phí cho 10.000 khách hàng đầu tiên không cần mua hàng. Tặng 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng là hạ giá toàn bộ sản phẩm, giảm giá lên đến 70%. Sản phẩm đồng giá chỉ từ 89.000 đồng là hạ giá toàn bộ sản phẩm, giảm giá lên đến 70%. Vâng, giảm giá cực sốc, quà tặng cực khủng, bắt đầu từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2021. Áo thun đông giảm giá cực sốc chỉ còn 89.000 đồng, áo sơ mi cộc tay mua 1 tặng 2 toàn bộ sản phẩm, áo polo mua 1 tặng 2 bất kỳ, quần ngố mua 1 tặng 2 bất kỳ, cùng rất nhiều sản phẩm như quần áo, giày dép, dây lưng visa đang được giảm giá khác. Đặc biệt hơn, nhân dịp khai trương, Savani dành tặng thêm 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng. Tặng 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng và tặng trị giá đến 550.000 đồng. Kính mời quý khách hàng hãy cùng đến tham quan mua sắm trong đợt giảm giá cực lớn nhân dịp khai trương store số 34 Savani Yên Lạc tại địa chỉ 109 đường Dương Tính, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, đối diện phòng khám Tâm Đức. Với tiêu chí khách hàng luôn là ưu tiên số 1, mang lại cho khách hàng nhiều hơn những gì khách hàng mong muốn, Savani cam kết lấy khách hàng nắm tiêu chí phục vụ hàng đầu: 1. Sản phẩm chất lượng, 2. Giá cả hợp lý, 3. Dịch vụ tốt nhất, 4. Nhiều chương trình khuyến mại, 5. Chế độ đổi hàng trong vòng 30 ngày. Savani không chỉ là thời trang. Savani, Savani, hệ thống thời trang nam nữ trẻ em toàn quốc. Tưng bừng khai trương store thứ 34 Savani Yên Lạc tại địa chỉ 109 đến 111 Dương Tính, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, đối diện phòng khám Tâm Đức. Nhân dịp khai trương, Savani dành tặng 10.000 phần quà miễn phí cho 10.000 khách hàng đầu tiên không cần mua hàng. Tặng 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng là hạ giá toàn bộ sản phẩm, giảm giá lên đến 70%. Sản phẩm đồng giá chỉ từ 89.000 đồng là hạ giá toàn bộ sản phẩm, giảm giá lên đến 70%. Vâng, giảm giá cực sốc, quà tặng cực khủng, bắt đầu từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2021. Áo thun đông giảm giá cực sốc chỉ còn 89.000 đồng, áo sơ mi cộc tay mua 1 tặng 2 toàn bộ sản phẩm, áo polo mua 1 tặng 2 bất kỳ, quần ngố mua 1 tặng 2 bất kỳ, cùng rất nhiều sản phẩm như quần áo, giày dép, dây lưng visa đang được giảm giá khác. Đặc biệt hơn, nhân dịp khai trương, Savani dành tặng thêm 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng.
tặng 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng và tặng trị giá đến 550.000 đồng. Kính mời quý khách hàng hãy cùng đến tham quan mua sắm trong đợt giảm giá cực lớn nhân dịp khai trương store thứ 34 Savani Yên Lạc tại địa chỉ 109 đường Dương Tính, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, đối diện phòng khám Tâm Đức. Với tiêu chí khách hàng luôn là ưu tiên số 1, mang lại cho khách hàng nhiều hơn những gì khách hàng mong muốn, Savani cam kết lấy khách hàng năm tiêu chí phục vụ hàng đầu: 1. Sản phẩm chất lượng, 2. Giá cả hợp lý, 3. Dịch vụ tốt nhất, 4. Nhiều chương trình khuyến mại, 5. Chế độ đổi hàng trong vòng 30 ngày. Savani không chỉ là thời trang. Savani, Savani, hệ thống thời trang nam nữ trẻ em toàn quốc. Tưng bừng khai trương store thứ 34 Savani Yên Lạc tại địa chỉ 109 đến 111 Dương Tính, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, đối diện phòng khám Tâm Đức. Nhân dịp khai trương, Savani dành tặng 10.000 phần quà miễn phí cho 10.000 khách hàng đầu tiên không cần mua hàng. Tặng 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng là hạ giá toàn bộ sản phẩm, giảm giá lên đến 70%. Sản phẩm đồng giá chỉ từ 89.000 đồng là hạ giá toàn bộ sản phẩm, giảm giá lên đến 70%. Vâng, giảm giá cực sốc, quà tặng cực khủng, bắt đầu từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2021. Áo thun đông giảm giá cực sốc chỉ còn 89.000 đồng, áo sơ mi cộc tay mua 1 tặng 2 toàn bộ sản phẩm, áo polo mua 1 tặng 2 bất kỳ, quần ngố mua 1 tặng 2 bất kỳ, cùng rất nhiều sản phẩm như quần áo, giày dép, dây lưng visa đang được giảm giá khác. Đặc biệt hơn, nhân dịp khai trương, Savani dành tặng thêm 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng, tặng 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng và tặng trị giá đến 550.000 đồng. Kính mời quý khách hàng hãy cùng đến tham quan mua sắm trong đợt giảm giá cực lớn nhân dịp khai trương store thứ 34 Savani Yên Lạc tại địa chỉ 109 đường Dương Tính, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, đối diện phòng khám Tâm Đức. Với tiêu chí khách hàng luôn là ưu tiên số 1, mang lại cho khách hàng nhiều hơn những gì khách hàng mong muốn, Savani cam kết lấy khách hàng năm tiêu chí phục vụ hàng đầu: 1. Sản phẩm chất lượng, 2. Giá cả hợp lý, 3. Dịch vụ tốt nhất, 4. Nhiều chương trình khuyến mại, 5. Chế độ đổi hàng trong vòng 30 ngày. Savani không chỉ là thời trang. Savani, Savani, hệ thống thời trang nam nữ trẻ em toàn quốc. Tưng bừng khai trương store thứ 34 Savani Yên Lạc tại địa chỉ 109 đến 111 Dương Tính, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, đối diện phòng khám Tâm Đức. Nhân dịp khai trương, Savani dành tặng 10.000 phần quà miễn phí cho 10.000 khách hàng đầu tiên không cần mua hàng. Tặng 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng là hạ giá toàn bộ sản phẩm, giảm giá lên đến 70%. Sản phẩm đồng giá chỉ từ 89.000 đồng là hạ giá toàn bộ sản phẩm, giảm giá lên đến 70%. Vâng, giảm giá cực sốc, quà tặng cực khủng, bắt đầu từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2021. Áo thun đông giảm giá cực sốc chỉ còn 89.000 đồng, áo sơ mi cộc tay mua 1 tặng 2 toàn bộ sản phẩm, áo polo mua 1 tặng 2 bất kỳ, quần ngố mua 1 tặng 2 bất kỳ, cùng rất nhiều sản phẩm như quần áo, giày dép, dây lưng visa đang được giảm giá khác. Đặc biệt hơn, nhân dịp khai trương, Savani dành tặng thêm 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng, tặng 10.000 phần quà miễn phí không cần mua hàng và tặng trị giá đến 550.000 đồng. Kính mời quý khách hàng hãy cùng đến tham quan mua sắm trong đợt giảm giá cực lớn nhân dịp khai trương store thứ 34 Savani Yên Lạc tại địa chỉ 109 đường Dương Tính, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, đối diện phòng khám Tâm Đức. Với tiêu chí khách hàng luôn là ưu tiên số 1, mang lại cho khách hàng nhiều hơn những gì khách hàng mong muốn, Savani cam kết lấy khách hàng năm tiêu chí phục vụ hàng đầu: 1. Sản phẩm chất lượng, 2. Giá cả hợp lý, 3. Dịch vụ tốt nhất, 4. Nhiều chương trình khuyến mại, 5. Chế độ đổi hàng trong vòng 30 ngày. Savani không chỉ là thời trang.